Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bài số 4, chủ đề 2 của sách hướng dẫn tin học lớp 5, đó là bài định dạng trang văn bản, đánh số trang ở trong văn bản, cụ thể ở đây là phần mềm Word. Thì ở đây bây giờ mình sẽ mở một cái văn bản lên trước, bây giờ mình sẽ vào cái thư mục sọ khảo văn bản này. Mình sẽ mở một cái đoạn văn bản nào đó. Ví dụ như mình mở cái văn bản này lên đi. Rồi, ví dụ như mình mở cái văn bản này. Thì bây giờ hiện tại các bạn thấy mình đang hu phóng như thế này, là mình giữ phím Control và lăn chuột bánh xe để nhìn lại cái trang cho tổng quát cho nó dễ dàng hơn. Đó, đây là cái thói quen mình thường hay sử dụng, giúp cho mình nhìn được tổng quát. Thì khi đó mình mới biết cái văn bản mình trình bày nó như thế nào. Và đầu tiên và hết sức là quan trọng nhất là các bạn phải biết được cái cách định dạng trang văn bản. Cụ thể đây là các bạn phải biết cái trang văn bản của các bạn đang chọn là cái khổ giấy như thế nào. Như các bạn biết thì hiện tại mình ở Việt Nam thì mình sử dụng khổ giấy rất là nhiều, đó là khổ giấy A4 là mình sử dụng nhiều nhất. Khổ giấy A4 là cái khổ giấy mà các bạn hay nhận được những cái tài liệu photo từ giáo viên phát cho các bạn, hoặc là những cái bạn mà làm mà giáo án thì cũng in từ cái giấy A4 này ra. Thì làm sao các bạn có thể biết được là cái văn bản của mình đang trình bày là cái khổ đúng khổ giấy A4 hay chưa? Thì đang ở cái trang văn bản như vậy, các bạn sẽ qua ở cái mục là layout. Đây nó đang ở mục home, thì các bạn chọn ở cái mục layout đó. Các bạn sẽ để ý ở cái chỗ cái mục là size đây đó. Size có nghĩa là cái kích cỡ, thì các bạn bấm vào cái mũi tên chỗ này, các bạn sẽ thấy sổ xuống đây ngay cái chữ A4 là đúng rồi. Ngoài cái khổ A4 thì nó còn nhiều cái khổ lắm, nhưng mà thường thì khi các bạn mở cái phần mềm Word lên, các bạn sẽ dễ bị dính một cái lỗi là các bạn mở ngay cái khổ giấy letter như thế này, thì nhìn nó cũng na ná như là khổ giấy A4 thôi. Nhưng mà thật sự khi các bạn chọn cái khổ giấy letter như thế này, thì khi đó các bạn sau này các bạn có nhu cầu các bạn in ấn, thì khi ra in ra nó vẫn in được. Nhưng mà có điều là nó in ra nó sẽ không có đúng với cái tỷ lệ mà các bạn nhìn thấy ở trên cái màn hình đó, nó sẽ bị lệch đi một chút. Lý do là cái khổ giấy A4 này về cái chiều dài và cái chiều rộng của nó thì nó có khác chút xíu so với khổ giấy A4 của ở Việt Nam mình. Cái khổ này thì mình nghe nói là ở nước ngoài nó sử dụng nhiều, còn ở Việt Nam thì các bạn chỉ cần chọn đúng cái khổ giấy A4 là được. Trước mắt các bạn chỉ cần biết khổ giấy A4 thôi đó. Sau này các bạn sẽ học thêm được nhiều khổ giấy khác nữa, ví dụ như khổ giấy A5 là phần nửa của khổ giấy A4, và cái khổ giấy A3 là cái khổ giấy gấp đôi khổ giấy A4. Nhưng trong trường hợp này các bạn cần phải biết chủ yếu chuẩn nhất là cái khổ giấy A4 đó. Thì đôi là cái khổ giấy A4, thì các bạn thấy trong cái khổ giấy A4 này nó sẽ có cái kiểu của cái khổ giấy đó, hay là người ta còn gọi là hướng của giấy, ví dụ như hướng giấy dọc hay là hướng giấy ngang, hay là kiểu giấy đứng hay là kiểu giấy nằm đó. Hoặc là có trường hợp các bạn còn nghe nói là A4 hay A4R nữa. Đó là trong khi mà photo các bạn sẽ thấy những cái từ đó. Nhưng mà cơ bản là các bạn chỉ cần biết A4 đứng, hoặc là A4 dọc, hay là A4 nằm, hay là A4 ngang thôi. Trong trường hợp này các bạn thấy tờ giấy A4 này là A4 đứng đó, thì các bạn có thể xem ở cái mục Orientation này. Nếu như các bạn đang ở cái khổ giấy A4 đứng này, các bạn muốn chuyển qua cái khổ giấy A4 nằm ngang, thì các bạn có thể bấm vào cái mũi tên ở đây và các bạn chọn đứng là box check, nó đang mặc định nó là đứng. Thì các bạn muốn nằm hay là lên khép đó, thì các bạn thấy cái tờ giấy mình nó sẽ thay đổi về cái tỷ lệ chiều rộng và chiều cao đó. Bây giờ mình muốn trở lại thì mình bấm vào đây và mình chọn box check rồi. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn sẽ chọn là box check hay là lên khép, tùy mục đích của các bạn, và thì các bạn sẽ chọn đúng cái kiểu của mình. Giả sử như trong trường hợp này mình chọn là box check, có nghĩa là kiểu đứng. Ngoài ra khi mà các bạn biết ở đây là cái khổ giấy A4, thì các bạn cần phải biết được cái kích thước cụ thể của cái khổ giấy A4 nó là bao nhiêu. Thì trong trường hợp này các bạn thấy cái khổ giấy A4 nó có kích thước chính xác của nó là từ cái mép này qua cái mép bên đây là 210mm. Còn cái chiều xuống của nó là 297mm, có nghĩa là chiều rộng là 210mm và chiều
cao là 297 mm. Nếu các bạn không tin, các bạn cứ lấy một cái tờ giấy A4 mà các bạn khi mà các bạn nhận được, các bạn lấy cây thước ra, các bạn đo là có phải đúng là 210 nhân cho 297 mm hay không. Còn ở trên phần mềm Word thì các bạn có thể kiểm tra lại được cái điều đó bằng cách khi các bạn bấm vào size đây, nó cũng sẽ hiện ra cái số nhỏ nhỏ kế bên cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? A4 là 210 mm nhân cho 297 mm. Còn cái khẩu giấy letter chiều ngang, chiều rộng thì nó nhiều hơn, nhưng mà chiều cao thì nó lại ngắn hơn, là 215,9 mm, và nhân cho chiều cao là 279,4 mm. Ở trong trường hợp này mình đang sử dụng khẩu giấy A4. Ngoài ra các bạn có thể chọn lại cái khổ giấy cho văn bản của mình bằng cách bấm vào cái mũi tên ở chỗ này. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó sổ ra chi tiết hơn. Ở đây nó cũng có cái mục là margin. Đó, thì các bạn đang chọn bình thường như thế này. Đó, đây là cái kiểu mà mặc định của các bạn. Nhưng mà các bạn cần phải để ý cái chỗ bay setup này nè. Ngay cái mũi tên này mới là quan trọng nhất. Đó, ở trong đây nó cũng có một cái mục paper. Thì các bạn bấm vào cái mũi tên ở chỗ này. Mặc định là mình đang A4 rồi. Nếu như không phải A4 thì các bạn chọn lại đúng chữ A4 ở đây. Đó, các bạn thấy ở đây nó cũng có đơn vị chiều rộng và chiều cao của cái khổ giấy của mình. Và ở đây nó cũng có cái kiểu là kiểu đứng là bó chép. Nếu các bạn còn kiểu nằm thì các bạn bấm đây. Và các bạn thấy ở chỗ này, những cái đơn vị này là những cái đơn vị mà các bạn cần lưu ý. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy, các bạn sẽ tìm hiểu lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải. Thì khi các bạn bấm Base Setup ở đây, ở cái mục Margin chỗ này có nghĩa top mới là lề trên. Ví dụ như lề trên 25,4 mm thì có nghĩa là cái từ cái lề này, cái cách cái mép trên đây là 25,4 mm. Có nghĩa là nó giới hạn cho mình nội dung mà mình nhập cái văn bản, nhập cái chữ trong Word đó, thì nó sẽ cách một cái đoạn mà mình thiết lập trước đó. Ví dụ như các mình thiết lập hồi nãy á, là lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 25,4 mm. Thì khi các bạn nhập vào văn bản, nó sẽ cách đều, nó sẽ cách đoạn chỗ này. Còn cái chỗ này sở dĩ mà nó nằm ở đây là mình do canh giữa. Khi mà mình bấm canh trái là chỗ này thì các bạn thấy nó sẽ sát qua. Thì nó sẽ cách ở đây 25,4 mm, và cách ở trên này cũng 25,4 mm. Và ở bên dưới bên phải này các bạn cùng cách chỗ này 25,4 mm. Còn ở đây mình cho nó canh giữa nhìn cho nó đẹp thôi. Rồi bây giờ mình, các bạn thấy trong cái trường hợp này cái khổ giấy mình chưa có sử dụng hết một cái trang giấy. Ví dụ như bây giờ mình copy ra thêm đi, thì các bạn sẽ thấy này. Đó, các bạn thấy đây, cách trên đây là 25,4 mm. Rồi, thì cái đó gọi là lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải. Các bạn có thể chọn lại cái lề bằng cách ví dụ như bây giờ các bạn thấy nó là, hồi nãy á, mình bấm vào một layout đây, mình bấm vào mũi tên ngay chữ Base Setup ở đây. Bây giờ mình có thể thay đổi theo ý của mình được bằng cách ví dụ như chỗ này mình cho là 20 mm thôi. Lề trên là 20 mm, lề dưới mình cũng 20 mm, và lề trái mình cho là 25 mm, và lề phải mình cho là 15 mm. Thử coi nó thay đổi thế nào, mình sẽ bấm OK. Đó, các bạn sẽ thấy cái lề ở đây đó. Khi cái lề nó được thiết lập bởi sát ra một miếng thì những cái chữ đây nó sẽ được tự động nó đẩy lên, miễn sao nó không phạm quá cái lề mà mình thiết lập như hồi nãy. Đó, thì các bạn phải hiểu được cái chỗ này thì khi đó các bạn trình bày cái văn bản nó mới theo ý muốn của mình được, và các bạn in ra nó mới đúng. Đó là nói về cái khổ giấy lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải. Rồi, bây giờ các bạn thấy khi chọn một cái trang giấy như thế này. Đó. Rồi, ở đây mình đã giới thiệu hết những cái chức năng như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái chỗ cái mục là tạo cái đường viền. Bây giờ như thế này đi, mình đang ở cái mục như thế này, mình xem qua một cái mục qua để mình xem rồi. Ở đây để mình coi là nó sẽ nằm ở chỗ nào đây. Các bạn sẽ thấy hồi nãy ở cái mục là layout thì kế bên đây nó có cái mục design. Bây giờ mình mặc định là các bạn thấy cái nền của cái trang giấy này nó là màu trắng,
Bây giờ nếu các bạn muốn thay đổi cái nền này là màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy trong cái mục Design này, nó có cái mục là Pay Color. Đó, thì mình sẽ click vào đây. Đó, các bạn click vào đây, các bạn sẽ chọn một cái màu nào đó, ví dụ màu vàng thử. Thì khi đó cái nền của cái tờ giấy này nó in ra nó sẽ màu vàng hết, với điều kiện các bạn phải in màu nha, thì các bạn mới thấy được màu. Đó, các bạn chọn màu Pay Color màu xanh thì nó thành màu xanh. Đó, Pay Color màu tím thì nó nền nó màu tím. Còn các bạn không thích gì hết thì bạn chọn No Color, nó trở về bình thường. Tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu về cách tạo cái đường viền cho cái văn bản. Thì cũng ở cái mục Design này, các bạn sẽ thấy ở cái mục Bay Border. Bay có nghĩa là trang giấy, Border có nghĩa là đường viền. Thì các bạn bấm vào Bay Color đây, thì nó sẽ qua cái mục này. Thì các bạn cũng để ý ngay ở cái mục là Bay Border. Bây giờ ví dụ như các bạn sẽ chọn cái đường viền này. Đó, hoặc là đường viền ban đầu này, ví dụ cái đường viền ban đầu này đi, nếu như nó non vậy thì các bạn bấm vào bóc ở đây. Đó, rồi các bạn sẽ bấm OK. Thì khi đó các bạn sẽ thấy trang web giấy của chúng ta nó sẽ có một cái đường viền, và trang nào nó cũng có đường viền. Các bạn có thể thay đổi cái đường viền này bằng cách bấm Pay Border ở đây, rồi các bạn kéo xuống, ví dụ như các bạn thích cái đường viền này thì các bạn bấm OK. Đó, tiếp theo cũng Pay Border này, nếu như các bạn muốn cái đường viền này nó dày hơn thì các bạn bấm vào cái ở đây hình như nó không cho dày hơn. Đó, ở cái chỗ này nó không cho dày hơn mà chỉ có cái chỗ này. Đó rồi, ở đây nó không cho dày hơn, nó mặc định nó như vậy rồi. Với cái Word 365 này mình thấy nó không có cho chỗ này dày hơn, còn những chỗ khác thì mình thấy nó có. Rồi ví dụ như đây nó không cho dày hơn thôi thì thôi. Còn nếu thường á, những cái phiên bản cũ hơn á, thì các bạn thấy đây nó sẽ có nhiều cái độ dày, đây nó không có. Bây giờ tiếp theo là mình chọn cái màu. Đó, ví dụ như mình muốn thành màu đỏ. Đó, thì mình bấm, các bạn chọn ngay cái color này, màu đỏ, bấm OK. Là cái đường viền nó sẽ thành cái đường viền màu đỏ cho các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy trang nào nó cũng có cái đường viền hết. Còn ở đây, đó, ví dụ như các bạn sẽ thấy đây nó có những cái hình này. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái hình bông hoa này đi. Rồi, mình bấm OK là nó sẽ thành cái đường viền bông hoa. Các bạn bấm Bay Border. Ở chỗ này nó không, hồi nãy cái đường viền này nó không cho, nhưng mà ví dụ như chỗ này các bạn thấy bông hoa này là 12, các bạn thích cái bông hoa nó bự hơn thì các bạn có thể bấm cái chuột ở đây 13, 45, mà các bạn nhập trực tiếp luôn 20. Các bạn bấm OK thì các bạn sẽ thấy bông hoa nó bự hơn. Nhưng mà các bạn nhớ canh cái lề làm sao để cho khi cái chữ này nó đừng có phạm vô. Ở ví dụ như các bạn, ví dụ như mình Bay Border đi, ví dụ như mình cho này là 25 đi, bấm OK. Thì khi đó các bạn sẽ thấy cái chữ này nó bị che đi. Thì khi đó các bạn sẽ điều chỉnh bằng cách, một là cho cái bông hoa này nó nhỏ lại, hoặc nếu các bạn muốn bông hoa nó bự hơn thì bắt buộc các bạn phải thay đổi cái lề. Đó, cái thay đổi cái lề của cái trang văn bản này. Thì lúc đó mình sẽ vào Bay Setup, mình chọn lại. Nó bị lệch bên tay phải này thì mình phải cho cái bên phải này nó bự rộng ra, cách ra xa hơn. Ví dụ như trong trường hợp này là 25 đi, lề phải là 25, bấm OK. Đó, các bạn thấy nó tự động giật vào thì nó sẽ không có bị mất. Đó, thì tùy trường hợp mà các bạn áp dụng theo ý của các bạn cho nó đúng. Đó là một số các cách định chọn ở trong trong Word. Bây giờ tới cái phần mà mình sẽ bỏ cái đường viền này đi, để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh số trang. Bây giờ nếu như để đường viền này, các bạn đánh số trang như thế nào? Như các bạn thấy trong đây nó sẽ có hai trang giấy. Bây giờ mình muốn đánh ở bên dưới trang này nè, trang 1, trang 2 gì đó, nó xuất hiện ra số 1, số 2 ở dưới bên trang. Thì các bạn sẽ chọn như thế này. Các bạn sẽ bấm vào cái mục Insert. Đó, rồi các bạn tìm qua cái mục Page Number. Đó, Page Number này các bạn có thể bấm vào cái mục là Bottom Page. Đó, thì nó sẽ có cái mũi tên này, và các bạn chọn cái dòng này cho dễ nhìn. Nếu như các bạn muốn cái số của trang nó nằm ở chính giữa thì các bạn chọn dòng này. Nếu các bạn muốn nằm bên tay trái thì các bạn chọn dòng này.
ta muốn số hiện bên tay phải, bạn chọn dòng này. Thì các bạn ví dụ mình chọn này đi ngay chính giữa cho dễ nhìn. Đó, nó sẽ xuất hiện đây. Rồi. Nó khi mà nó xuất hiện ra như thế, các bạn muốn hot cái này đi, các bạn phải đắp nhấn hai cái liên tiếp ở chỗ này. Đó, để nó hot chỗ này đi thì các bạn sẽ thấy trên trang Word của các bạn nó sẽ xuất hiện ra hai những cái số trang tự động. Ví dụ như ở đây là trang 1 thì tiếp theo nó sẽ là trang 2. Khi các bạn soạn ra nhiều trang hơn thì nó sẽ xuất hiện ra thành trang 3, trang 4, trang 5, trang 6, trang 7, trang 8, vân vân. Khi nào mà hết cái số trang thôi. Thì đó là cái cách đánh số trang tự động ở trong Word. Bây giờ tiếp theo là cái phần gọi là tiêu đề trên và tiêu đề dưới, nghĩa là header và footer. Thì các bạn sẽ thấy nó nhiều ở cái chỗ là những cái giáo viên người ta hay thực hiện cái chức năng này. Bây giờ mình sẽ bỏ cái viền đi để cho nó dễ nhìn. Mình cũng vào design này lại, vào bay border đây nè, mình bỏ cái này, mình bấm vào chữ none, bấm ok. Đó, thì nó vẫn còn lại cái số trang nhưng mà nó mất cái viền đó. Thì các bạn sẽ thấy số 1, số 2 đây. Rồi, bây giờ sẽ nói về phần header và footer. Header có nghĩa là những cái gì mà nó hiện ra cố định ở cái map trên này. Còn những footer là những cái gì mà nó hiện ra ở bên dưới này. Thường thường thì footer là số trang. Ở đây, nếu như các bạn muốn chọn cái mặc định cho cái đầu đề trên là chọn cái header cố định ở đây, thì các bạn sẽ bấm vô cái mục Insert. Các bạn sẽ thấy có cái mục là header và footer. Thì nó có minh họa là header ở trên, đó là cái phần trên của tờ giấy. Còn footer là cái phần dưới. Ví dụ như mình bấm header đây và mình chọn cái kiểu blank này đi. Rồi, ví dụ như đây mình xóa, nó hiện ra chỗ này, mình sẽ xóa này đi. Mình sẽ ghi là ví dụ thôi nha, trường. Ở đây mình sẽ chỉnh lại cái kiểu văn bản. Mình bấm home nè, mình xem hai new roman 14. Thì bắt buộc mình phải sửa lại cái chỗ UDK này, là bản mã phải là Unicode. Đó, mình bấm đông. Rồi mình nhập lại. Ví dụ như là trường tiểu học online. Rồi, ở đây các bạn có thể bấm phím tab, hoặc là như thế trong trường hợp này các bạn bấm phím tab một đoạn ngắn đi. Ví dụ như giáo viên 2 chấm Lê Kim Quốc. Rồi, ở đây mình bấm tab thử, đặt ở đây nè, bấm tab. Tab thử rồi nó xuống hàng, mình bấm backspace cho nó lên lại. Rồi các bạn sẽ bấm ra, ví dụ như các bạn muốn cho nó màu đỏ hoặc màu khác đi, thì bạn bôi đen đây, các bạn cho màu đỏ, bấm click ra ngoài. Thì các bạn sẽ thấy bất kỳ những cái trang nào khi in ra nó cũng đều có cái đầu đề trên này hết. Đó, các bạn thấy đầu đề trên của trang 1 nó đều có, và đầu đề dưới của trang 1 này nó cũng có. Rồi, đó là cái header. Vậy tiếp theo là mình sẽ tạo cái footer. Header là nó nằm ở phần trên, còn footer là nó nằm ở phần dưới của cái trang. Bây giờ mình sẽ chèn cái footer, thì mình sẽ vào Insert footer, mình bấm đây và mình cũng chọn blank đi. Đó, thì đây nó cũng hiện, ở trên đây nó cũng hiện, thì mình chọn cái nào cũng được. Ví dụ mình chọn đây đi, đây mình sẽ xóa này, rồi mình nhập vô, ví dụ như là cái gì cũng được á. Ví dụ thôi nha, hướng dẫn học tin học lớp 5. Rồi mình có thể bôi đen đây, mình cho nó bấm về home, mình cho nó màu xanh. Đó, ví dụ như màu xanh. Rồi bấm ra vào đây. Rồi, thì các bạn thấy header và footer nó sẽ cố định ở tất cả các trang, khi đó cái trang nào nó cũng có. Và các bạn có thể điều chỉnh cái khoảng cách header và footer. Thì các bạn vào cái mục design này, vào cái mục layout. Các bạn bấm base setup thì nó sẽ có cái mục layout, nó sẽ header footer thì nó cách 12.5. Ví dụ như các bạn muốn cho nó cách mép giấy nó gần hơn thì các bạn hãy cho nó là ví dụ như 10 thôi. Đó, cách header, cách lề trên 10, cách lề dưới 10, các bạn bấm ok. Đó, thì các bạn thấy đây nó sẽ xịt lên, nó sát mép lại chút để các bạn in ra nó được nhiều hơn. Đây ví dụ copy ra một đoạn này đi. Đó,
Đó, ví dụ như vậy thì các bạn thấy cái trang nào nó cũng sẽ có cái header và cũng có footer. Nếu như sau khi các bạn làm cái footer này nó mất cái số trang ở đây thì các bạn có thể vào insert page number và các bạn chọn cái mục là bottom ở bên dưới và các bạn chọn ở số 1 đây. Đó. Nhưng mà nó lại mất như thế này thì các bạn undo lại đi. Các bạn quay qua cái mục insert, các bạn chọn footer này. Các bạn chọn cái kiểu ở đây. Rồi, các bạn có thể đánh là hướng dẫn học tin học lớp 5. Khoan, mình sẽ undo lại lại đi. Mình sẽ undo lại. Nếu các bạn làm sai cái bước nào đó, các bạn có thể undo lại. Mình undo quá rồi. Rồi, ví dụ như hồi nãy nó vậy đi. Đó. Các bạn có thể cách một khoảng ra, các bạn bấm page number này. Current position. Các bạn bấm đây thôi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy một điều khác biệt đây, mình sẽ undo lại đây đó. Khi mà các bạn chèn cái footer mà các bạn không thấy cái số trang, các bạn có thể double click vô đây, các bạn sửa nhanh đó, bấm double click ở ngoài đây thì nó trở về cái màn hình chính, cái nội dung chính rồi. Còn khi các bạn muốn sửa cái header hoặc cái footer, các bạn có thể sửa nhanh bằng cách bấm double click chuột vô cái header hoặc là cái footer, hoặc là các bạn bấm lại cái ở cái chỗ là insert footer ở đây đó. Nhưng mà khi đó nó sẽ bị mất. Cách dễ nhất là các bạn phải double click vô đó. Đó, các bạn sẽ double click vô đây đó. Rồi ở đây mình sẽ double click có nghĩa là nháy chuột hai cái liên tục vào đây. Rồi các bạn sẽ bấm vào cái cuối cùng ở đây, các bạn có thể bấm phím tab. Ví dụ như các bạn muốn cho cái số trang nó nằm ở mép bên tay phải này, các bạn có thể bấm vào đây. Rồi các bạn ở cái mục page number này thì khi các bạn double click vậy thì nó sẽ tự động xuất hiện ra cái mục header và footer, và ở cái mục page number này các bạn chọn là current position có nghĩa là ngay cái vị trí đó. Rồi các bạn bấm vô cái đầu tiên thì nó sẽ xuất hiện ra cái số trang mình double click ở khu vực soạn thảo này rồi. Thì các bạn thấy bên dưới đây nó sẽ thành số 2 vì cái số trang nó tự động nó tăng. Khi các bạn có 5 trang, 10 trang gì đó, dùng copy đi, Ctrl A, bấm Ctrl V. Đó, ví dụ như mình nhân ra trang 3, trang 4. Đây. Đây các bạn có thể chọn ở chế độ view này, xem nhiều cột. Đó. Đó. Đó, các bạn có thể chọn xem bình thường vậy cũng được. Multi-page cũng vậy cũng được. Đó. Nó có rất là nhiều cái chế độ xem, mình thích xem chế độ nào mình đó mình xem. Đó. Ví dụ như các bạn không quen thì các bạn có thể xem ở chế độ một trang thôi, ở cái mục view này các bạn bấm one page. Còn mình thì mình hay xem ở chế độ multi page này đó. Khi mình nâng lại thì nó sẽ xuất hiện ra nhiều trang. Thì cái quan trọng nhất là các bạn thấy nó, ví dụ như cái số trang, cái header và footer thì nó cố định. Ví dụ như những cái trường phiên họp online hay là giáo viên tên này và những cái chữ này thì nó cố định. Riêng chỉ có cái page number là nó sẽ tăng dần theo cái số trang hiện có của các bạn. Ví dụ đây là trang 1 thì nó là số 1, trang 2 thì nó là số 2, trang 3 thì nó là số 3, còn trang 4 thì nó là số 4. Thì đó là tất cả những cái nội dung chính của cái bài học ngày hôm nay. Mình đã cố gắng giải thích cho các bạn. Nếu như các bạn vẫn không hiểu ở chỗ nào đó thì các bạn hãy để lại ở trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.